quy trình sàng lọc tiểu đường thai kỳ. Mẹ bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ cao hơn bình thường nếu béo phì, tiền sử gia đình có người mắc tiểu đường thế hệ thứ nhất, tiền sử sinh con to, lớn hơn hoặc bằng 4.000 gram, tiền sử bất thường về dung nạp glucose, tuổi mang thai lớn hơn 35, tiền sử sản khoa bất thường, thai lưu không rõ nguyên nhân, con bị dị tật bẩm sinh, tiền sản giật đẻ non, hội chứng buồng trứng đa nang. Sau đây là cách kiểm tra tiểu đường thai kỳ cụ thể cho cả thai kỳ. Quy trình sàng lọc được thực hiện như sau. Sàng lọc ngay trong 3 tháng đầu, lý tưởng nhất là dưới 13 tuần, xét nghiệm HbA1c và gluco máu. Nếu kết quả này bất thường, chuyển khám chuyên khoa nội tiết hoặc quản lý thai theo quy trình tiểu đường thai kỳ của bệnh viện. Nếu kết quả này bình thường, mẹ bầu thực hiện nghiệm pháp tăng đường huyết vào tuần từ 24 đến 28. Sàng lọc ở tuần 24 đến 28, thông qua nghiệm pháp tăng đường huyết, lưu ý để làm xét nghiệm ở giai đoạn này, mẹ bầu cần nhịn ăn trước tối thiểu 8 tiếng. Kiểm tra đường huyết khi mẹ bầu đang đói, uống một cốc nước đường liều lượng đúng theo quy định, sau đó 1 tiếng xét nghiệm lại. 2 tiếng sau xét nghiệm lại lần 2 sau uống. Khi đã có đủ kết quả của 3 lần xét nghiệm, bác sĩ sẽ kết luận mẹ có bị tiểu đường thai kỳ hay không. Nếu kết quả này bình thường, mẹ bầu không bị tiểu đường thai kỳ. Nếu kết quả này bất thường, chuyển khám chuyên khoa nội tiết hoặc quản lý thai theo quy trình tiểu đường thai kỳ của bệnh viện.